mình rửa tay các bạn nhé. Cấp nguồn 12V này, máy bơm này, còi này, cảm biến này, sử dụng cảm biến 10cm, 10 nhưng mà con này nó có thể lên được 15-20cm. Đấy, điều chỉnh cái yên trở này, thay đổi thời gian này. Đấy, muốn dùng mạch, muốn dùng nguồn 5V thì báo lại bên mình nha. Còn hiện tại là mặc định dùng 12V. Đấy, lâu hơn này, xuôi kim đồng hồ. Đấy, lâu hơn. Rồi, ok.